Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin mới, tiếc 3 tỷ phú trọng bỏ mặc cho 39 linh hồn Việt lang thang trời Âu. Vâng, các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua, đó là hình ảnh rất đau lòng với việc 39 công dân Việt Nam đã bị chết ngạt và chết đông lạnh ở trong một chiếc thùng xe tải tại Vương quốc Anh và điều đó đã gây ra một tác động to lớn trong cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước và đặc biệt là quốc tế đã đánh giá Việt Nam hiện nay là một đất nước có rất nhiều những đường dây buôn lậu và đưa người ra nước ngoài. Và người dân trong nước cũng như cộng đồng quốc tế đã đặt câu hỏi về việc Đảng và Chính phủ Việt Nam đã tiết kiệm một cách quá mức không dám xuất chi ra 3 tỷ đồng Việt Nam để hỗ trợ cho công dân của mình đưa 39 thi thể nạn nhân về nước. Và điều này gần như chưa từng có đối với những nước trên thế giới. Và báo chí quốc tế bắt đầu cũng đăng tải về câu hỏi này đặt ra đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Vì sao Việt Nam không hỗ trợ tài chính đưa thi hài 39 nạn nhân về nước? Đây là hình ảnh các nạn nhân trong số 39 người Việt Nam chết trong xe container đông lạnh ở Anh vào hôm 23 tháng 10 năm 2019 vừa qua. Và chính những hình ảnh này đã gây ra những cái tác động rất lớn trên toàn cầu. Vụ việc 39 người Việt Nam được phát hiện chết trong xe container đông lạnh ở hạt Essex, Anh Quốc xảy ra tròn một tháng, nhưng hiện nay thi hài của họ vẫn chưa được đưa về nước và vẫn được bảo quản trong 39 thùng ngăn đông lạnh ở Anh. Một cuộc phỏng vấn với luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada để tìm hiểu thêm về các quy định pháp luật quốc tế cũng như trách nhiệm của chính phủ Việt Nam trong vấn đề liên quan đưa thi hài 39 nạn nhân về cho gia đình họ lo hậu sự. Và điều này rất quan trọng đối với người dân Việt Nam khi uh, con cháu họ gặp uh, tai nạn và bị chết ở nước ngoài thì cần phải có uh, thái độ và động thái nhanh như có thể để đưa họ trở về Việt Nam. Và đây là một thảm họa của Việt Nam đối với thế giới. Nhưng Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn im lặng trước vụ việc này và sau đó còn yêu cầu thân nhân của nạn nhân đưa tiền cho chính phủ để đem xác và cho của họ quay trở về Việt Nam trao cho người thân. Và điều này đã gây ra những câu hỏi đối với các nước trên thế giới và rất nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước đặt vấn đề về việc quản trị đất nước đối với những người đang cầm quyền tại Ba Đình. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào hôm 24 tháng 10 năm 2018 trước Quốc hội Việt Nam. Và cũng kể từ đó thì ông ta phải có trách nhiệm với 96 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước khi đang mang quốc tịch Việt Nam nhưng chúng ta đã không thấy điều đó khi vừa vừa qua trong cái sự việc mà 39 nạn nhân đã bị chết tại Anh. Và ông ta đã vẫn hoàn toàn im lặng. Trách nhiệm của chính phủ Việt Nam qua trao đổi trong cuộc phỏng vấn vào sáng ngày 22 tháng 11, luật sư Vũ Đức Khanh lên tiếng rằng vụ việc 39 nạn nhân người Việt bị thiệt mạng ở Anh Quốc hôm 23 tháng 10 vừa qua không chỉ là thảm kịch của các gia đình nạn nhân mà còn được cho là thảm họa của cả nước Việt Nam và do đó chính phủ Hà Nội cần thực hiện đúng trách nhiệm chiếu theo quy định của luật pháp quốc tế và quy định của luật pháp Việt Nam về vai trò và trách nhiệm của chính phủ đối với công dân Việt Nam khi họ ra nước ngoài. Luật sư Vũ Đức Khanh nêu ra về mặt công pháp quốc tế thì có nhiều điều ước và thông lệ quốc tế về vai trò trách nhiệm của một nhà nước như qua công ước quan trọng là công ước viên và quan hệ ngoại giao vào năm 1961 và công ước viên về quan hệ lãnh sự vào năm 1963. Liên quan trao đổi ngoại giao và và những lãnh sự của giữa các nước quốc gia thành viên của Liên hợp quốc với nhau à, đây là những quy định đã được quy uh, trong những công ước rất cụ thể từ trước đến nay rồi trong hai công ước này có quy định về vai trò của nhà nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam là có trách nhiệm bảo hộ công dân Việt Nam Việt Nam khi họ ra nước ngoài sinh sống hoặc uh, học tập luật sư Vũ Đức Khanh nhấn mạnh rằng đây là trách nhiệm đầu tiên của nhà nước Việt Nam chứ không phải là của công dân hay của bất cứ tổ chức nào thì có nghĩa là với những công ước uh, tại viên uh, vào năm 1961 và 63 uh, đã uh, cũng như là những cái thỏa thuận và những cái thành viên của Liên hợp quốc đã được đưa ra thì uh, nhà nước Việt Nam phải có trách nhiệm với công dân Việt Nam khi họ ra nước ngoài chứ không phải công dân hoặc là tổ chức hoặc là có thể gần đây có những cái công ty trong nước uh, muốn tài trợ tiền cho những cái gia đình nạn nhân để đưa xác thân nhân về nước nhưng điều đó không đúng vì đây là trách nhiệm của nhà nước để giải quyết các thảm họa này thì chính phủ Việt Nam ngoài ra đã có một cái quỹ rất lớn để bảo hộ cho công dân ở nước ngoài được thành lập từ năm 2007 rồi và điều này đã quy định rất rõ trong pháp luật Việt Nam cũng như những quy định đó. Và đây là hình ảnh thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng người đã ký quy định bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài vào năm 2007. Thì tất nhiên với những cái quy định này thì rất là văn minh vì công dân Việt Nam có thể được được hưởng lợi từ những cái điều quy định của hiến pháp và pháp luật Việt Nam khi họ ra nước ngoài sinh hoạt hoặc uh, kinh doanh và gặp những cái tai nạn chắc trở. Về mặt pháp lý, tại Việt Nam, luật sư Vũ Đức Khanh viện dẫn điều 75 của Hiến pháp năm 1900, uh, 1992 và điều 17 khoản 3 của Hiến pháp năm 2013 quy định nhà nước Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ công dân ở nước ngoài và công dân Việt Nam được nhận quyền bảo hộ từ chính phủ Việt Nam khi họ có vấn đề cần thiết tại nước ngoài. Thì rất rõ ràng rồi, thì là hiến pháp cũng đã quy định như vậy. Bên cạnh đó, điều 6 của luật quốc tịch cũng có quy định tương tự như vậy. Luật sư Vũ Đức Khanh nhấn mạnh Việt Nam chưa có bộ luật nào quy định rõ ràng về việc thực thi trách nhiệm của chính phủ Việt Nam đối với công dân ở nước ngoài khi cần có sự giúp đỡ của chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định trong Quỹ Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký ban hành vào hồi năm 2007, luật sư Vũ Đức Khanh chỉ ra rằng trong văn bản này ghi rõ những trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam. Đồng thời, văn bản của hai bộ ngoại giao và bộ tài chính quy định cấp ngân sách nhà nước để nhà nước Việt Nam thực hiện vai trò đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài cũng hết sức rõ ràng trong uh, những cái bản quy định này. Và quỹ bảo hộ công dân ở nước ngoài uh, dành cho những người Việt Nam có tổng số tiền được cấp là 20 tỷ đồng Việt Nam, trong khi chi phí để đưa cả 39 xác công dân Việt Nam từ Anh về quê hương của họ chỉ tốn có 3 tỷ đồng mà thôi. Nhưng Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn không chịu bỏ tiền này ra để có thể đưa xác công dân của mình về nước và hiện nay họ vẫn đang nằm lại tại Anh. Điều đó làm cho quốc tế rất nghi ngại về cái việc mà Chính phủ Việt Nam điều hành đất nước ra sao và đối xử với công nhân của mình như thế nào. Đây là quyết định về việc thành lập Quỹ Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký vào năm ngày 25 tháng 7 năm 2007 và để để gần lại các bạn thấy rất rõ uh, được ghi rất rõ ở đây những cái điều khoản những quy định uh, cụ thể và chi tiết và với những chi tiết như thế này thì rõ ràng là Việt Nam có thể áp dụng để trích quỹ 3 tỷ đồng Việt Nam ra uh, đưa công dân của mình về và không thể để phơi ở trong những cái nhà xác hiện nay ở Anh như vậy được trong uh, đó ghi rõ quỹ được ngân sách nhà nước cấp 20 tỷ đồng kinh phí hoạt động ban đầu Hàng năm, ngân sách nhà nước cấp bổ sung kinh phí cho quỹ căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt và các nguồn tài chính có được từ viện trợ và đóng góp của cộng đồng người Việt ở nước ngoài và các nguồn khác. Và tất nhiên với vụ mang xác người 39 người Việt Nam này về nước chỉ hết có 3 tỷ đồng Việt Nam thì với 20 tỷ đang có trong cái quỹ này thì rõ ràng là chúng ta thừa sức làm được nhưng mà không hiểu sao với lý do gì mà chính phủ Việt Nam đã không làm và đặc biệt là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì hoàn toàn im lặng trước cái chết của 39 công dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cần phải hỗ trợ chi phí. Ghi nhận trong văn bản quy chế về tổ chức và hoạt động Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chiếu theo điều 7, khoản 2a quy định như sau: tạm ứng kinh phí thanh toán tiền tang lễ, hỏa thiêu, chuyển thi hài di hài về nước cho công dân trong các trường hợp khẩn cấp mà đương sự không có khả năng tài chính vào thời điểm đó nhưng có đặt cọc bảo lãnh của gia đình tổ chức trong nước và việc hoàn trả các khoản tiền này thì, thì rõ ràng là cũng có những quy định như vậy và tiền của quỹ bảo hộ công dân ở nước ngoài thì có nhưng giờ đây thân nhân bắt buộc phải đi vay mượn bởi vì không phải lúc nào họ cũng có sẵn một số tiền rất lớn như vậy và có những nơi họ đã phải vay với lãi suất rất cao để đưa cho nhà nước Việt Nam và mang xác công dân của uh, chính uh, con cháu họ đưa về Việt Nam và điều này vẫn đang được thực hiện luật sư Khanh nói thêm. Uh, chúng tôi đặt vấn đề về quy định vừa nêu trên, thông tin mới nhất mà thứ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào hôm 20 21 tháng 11 nói với báo giới bên Lề Quốc hội là chính phủ Việt Nam sẽ tạm ứng tiền để đưa thi hài 39 nạn nhân anh về nước và gia đình sẽ hoàn trả lại số tiền này cho chính phủ. Liệu rằng có sự tương thích phù hợp hay không? Và được luật sư Vũ Đức Khanh uh, tiếp tục giải trình như sau. Vấn đề này cần được hiểu theo khuôn khổ của tính tổng thể. Dĩ nhiên, không phải trường hợp nào Người Việt Nam nào đi ra nước ngoài mà chẳng may bị gặp nạn qua đời thì chính phủ đều phải lo tất cả mọi chuyện. Ở đây, tôi muốn đề cập đến vụ 39 người là nạn nhân của nạn buôn người và bị chết thảm ở Anh Quốc. Đây là một thảm họa có bắt nguồn từ sự quản lý không chặt chẽ của chính phủ Việt Nam. Trách nhiệm đầu tiên của chính phủ Việt Nam là làm sao cho tất cả công dân có được đời sống ấm no, hạnh phúc, thật sự và không và được phát triển. Đồng thời, nếu được ra nước ngoài thì phải hoàn toàn hợp pháp chứ không phải đi bất hợp pháp hay đi trong các đường dây buôn lậu người để dẫn tới làm những công việc bất hợp pháp đối với các quốc gia khác. Và thông tin về số tiền có trong Quỹ Bảo hộ Công dân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định nó được đăng tải rất rõ ràng trên trang của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Và chúng tôi sẽ chia sẻ những đường link này với các bạn ngay sau bản tin này để các bạn có thể tự tham khảo. Và đây là thông tin về văn bản Quỹ Bảo hộ Công dân pháp nhân người Việt Nam ở nước ngoài được đăng tải công khai trên trang của Vẹp Bộ Ngoại giao Việt Nam. Luật sư Vũ Đức Khanh cũng viện dẫn điều 7 khoản 1B trong văn bản quy chế về tổ chức hoạt động quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao Việt Nam quy định về các khoản chi không hoàn lại, trong đó chi cho công dân trong trường hợp đột xuất khẩn cấp mà đương sự chứng minh hoàn toàn không còn khả năng tài chính để chi trả và không có thân nhân tổ chức đứng ra bảo lãnh. Thì như vậy là với những cái thông tin như vậy thì rất nhiều gia đình Việt Nam trong số 39 người bị mất ở tại Anh thì họ là những gia đình rất khó khăn và những cái hình ảnh các bạn cũng có thể nhận được trên những trang truyền thông trong nước và nước ngoài đã thấy rất rõ điều đó là họ là những hộ rất nghèo thì đương nhiên là họ được thừa hưởng những cái quyền mà đất nước Việt Nam phải bảo trợ cho họ luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng cần phải hiểu các đương sự đã qua đời và họ không còn khả năng tài chính cũng như cần đặt vấn đề liệu gia đình của những người này có điều kiện để chi trả cho việc thi đưa thi hài của người thân về nước hay không. Trong trường hợp các gia đình không có điều kiện mà chính phủ Việt Nam bắt họ phải ký giấy tờ tạm ứng tiền và trả nợ thì phải chăng việc này là quá cưỡng ép cho gia đình các nạn nhân. Và thực tế, nếu muốn làm thì Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh có quyền quyết định trích 3 tỷ đồng từ quỹ bảo hộ công dân ra để giúp gia đình nạn nhân đưa xác về nước nhưng ông ta đã không làm và phải chăng phía sau đó còn có những nguyên nhân khác. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng uh, trong cái thời gian vừa qua ông ấy chắc chắn rằng biết rất rõ là bao chín người Việt Nam đã bị chết như thế nào tại Anh nhưng ông vẫn im lặng và uh, có thể là với cái sự thất bại về việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những người dân việt nam không còn tin tưởng và không thể sống được trong nước và họ đã phải bỏ tiền và bỏ sức và bỏ cả máu để ra đi uh, tìm đường cái cuộc sống mới ở nước ngoài thì đã làm cho ông tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng uh, không vui và điều đó dẫn đến việc mà những người dân uh, ở trong nước gặp cái hoàn cảnh như vậy thì người thân đã bắt buộc đành phải bỏ tiền và tự mà lo cho cái thảm họa này và điều đó uh, ông nguyễn phú trọng cần phải giải thích cho người dân trong thời gian tới vì ông có trách nhiệm với trên 90 triệu người dân Việt Nam với cương vị là một chủ tịch nước. Và giá đưa xác uh, về Việt Nam thì đã cũng đã được uh, quốc tế đăng tải trên các trang truyền thông nước ngoài rất nhiều thì nó không phải là quá nhiều, quá đắt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam và hơn nữa họ đang có cái ngân sách dồi dào về cái việc này thì việc 3 tỷ đồng Việt Nam thì không phải là vấn đề lớn. Luật sư Vũ Đức Khanh còn trưng trưng dẫn thêm điều 7 khoản 4 quy định các khoản chi phí khác phù hợp với mục đích và quy định của quỹ do lãnh đạo Bộ Ngoại giao hoặc Giám đốc quỹ quyết định, cùng với một số quy định trong quy chế của Bộ Tài chính. Do đó, luật sư Vũ Đức Khanh nói rằng, trong tổng thể trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có quyền quyết định hoàn toàn trong vấn đề này và phải đệ trình đến Chính phủ cùng nội các để có quyết định cuối cùng. Thì đương nhiên là với hình ảnh ông Phạm Bình Minh và ông ta biết rất rõ về uh, những cái quan hệ quốc tế với việc hàng ngày ông có những cái cuộc gặp với quan uh, với các quan chức uh, khác đồng cấp ở nước, nước ngoài thì để 39 công dân của mình chết một cách lạnh lẽo và nằm trong nhà xác trong suốt cả tháng qua và chính phủ cuối cùng vẫn chưa thể xuất được tiền ra để giúp người dân 3 tỷ đồng để đưa 39 xác này về và quốc tế vẫn tiếp tục đăng tin về những cái việc này thì đã rất bất lợi cho Việt Nam và đặc biệt trong ngành ngoại giao nơi ông đang công tác nhưng uh, dường như ông cũng không có uh, thể quyết định được bỏ 3 tỷ này ra vì uh, chưa chắc rằng là cái quyết định cuối cùng lại uh, do ông uh, có thể đưa ra và Ngoài ra, Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian suốt hơn 70 năm qua đã giành lấy quyền lãnh đạo tuyệt đối tại Việt Nam. Nhưng dường như ông Chủ tịch nước uh, kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ chăm lo đến việc xây dựng Đảng và xây dựng uh, chủ nghĩa xã hội mà thôi. Ông ta quên mất trách nhiệm với các công dân của mình. Mặc dù các quy định bảo hộ công dân ở nước ngoài đã được ghi rất rõ cùng khoản tiền 20 tỷ được chuẩn bị cho những thảm họa như vừa xảy ra ở Anh thì cuối cùng người dân vẫn phải tự lo cho mọi việc trong nỗi đau đớn tột cùng của việc mất mát người thân. Vậy thì nhân dân Việt Nam cũng không cần sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Ba Đình nữa vì nó không còn giá trị với trên 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo D Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo D để nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới trung khoa từ berlin cộng hòa liên bang đức